Chào các bạn trở lại, Hải Toàn chúc các bạn tâm thân an lạc. Mão Dậu xung khắc nhau, Tý Ngọ Thìn là những tuổi phạm thái tuế trong năm Quý Mão. Tuy nhiên khi nghe xong bài, chắc chắn các bạn sẽ tự giác ngộ và có phương pháp tự hóa giải cho mình. Một tháng thiền định giúp bạn tìm được sự thanh thản. Vài năm thiền định giúp bạn tìm lại chân tâm của mình để hóa giải mọi vận hạn. Hóa giải thái tuế vô cùng đơn giản, 3 phần từ bên ngoài thì 7 phần từ bên trong. Bạn là người chân thiện, bạn tin vào chính mình, đủ cơ duyên xem được video này, xem được video giải vận hạn kém này thì 9-10 phần có thể chuyển hung thành cát. Chỉ cần chư vị mỗi ngày hành thiền 10 phút, mỗi ngày làm vài việc lành, buông xuống tâm vọng tưởng, mọi vận hạn đều tan biến. Hải Toàn vẫn có những kim bài gia trì sái tịnh để thêm may mắn. Vì các bạn chưa thay đổi được tâm tánh, không nên thỉnh, không mang lại hiệu quả cao. Ví như người có quyển sách quý mà nội dung lại không phù hợp. Những vị tìm đến Hải Toàn đa phần đều tin vào nhân quả, không ít vị rất giàu có về tài phú, giàu có cả lòng nhân ái. Họ tìm đến để hiểu hơn về bản thân qua lá số và tìm thêm phương tiện để thay đổi, không hoàn toàn dựa vào phong thủy hay cúng kiến. Mão Dậu Thìn Ngọ Tý là những tuổi phạm thái tuế trong năm 2023 Quý Mão. Mão trùng Mão, Dậu xung Mão là hai tuổi có phần ảnh hưởng lớn của vận trong năm này. Thìn Ngọ Tý là 3 tuổi phạm hại phá hình thái tuế. Tuổi Mão phạm trực thái tuế chủ về tâm trạng kém, thị phi và cả sức khỏe kém. Tuổi Dậu phạm xung thái tuế chủ về thay đổi phát sinh nhiều và cả thị phi. Tuổi Thìn phạm hại thái tuế đại diện cho đố kỵ phát sinh chuyện ngoài mong muốn. Tuổi Ngọ phạm phá thái tuế đại diện cho hao tổn và đố kỵ. Và cuối cùng tuổi Tý phạm hình thái tuế đại diện cho thị phi hao tổn. Tóm lại, năm hạn thái tuế xoay quanh những việc như hao tổn, thị phi, sức khỏe kém, đố kỵ phát sinh chuyện lặt vặt. Trong đó, kém nhất là những ai sinh năm hay tháng sinh là Đinh Mão hoặc là Kỷ Mão, vi phạm thiên khắc địa xung và cả Đinh Dậu và Kỷ Dậu, tức xung khắc cả can và chi. Các bạn vào website Hải Toàn, mục tra lá số, nhập ngày giờ sinh sẽ ra ngũ hành của tứ trụ, biết được mật mã của ngũ hành của lá số chính mình. Luận về bát tự tứ trụ, những ai khuyết mộc sinh mùa thu, năm Mão là năm tốt. Những ai sinh mệnh ngày Canh hoặc Mậu, năm Mão này sẽ có cơ hội về tài phú. Ngược lại, người sinh tháng Dần và tháng Mão, tầm tháng 2, tháng 3 dương lịch, 2 năm Dần và năm Mão khá nhiều biến động. Tuy nhiên, các bạn nếu theo phương pháp Hải Toàn hướng dẫn, có thể chuyển hóa từ xấu thành trung và từ trung thành tốt. Những hóa giải này chỉ xuất hiện trong tương lai. Hải Toàn xin nhấn mạnh, hóa giải trong tương lai không phải ngay thời điểm hiện tại, vì ngay thời điểm này là quả cần xem lại năm 10 năm trước bạn đã gieo trồng nhân gì. Nhân thị phi hay nhân cảm thông, nhân giận dữ hay nhân mở lòng, ăn nhẹ dưỡng sức khỏe hay hoạt động hao tổn thể trạng. Vậy thái tuế là gì? Vì sao phải sợ? Con người là chốn đau khổ tự tìm đến, mang phiền não vào tâm trí của chính mình. Chẳng biết thái tuế là gì, cứ nghe người ta nói đại kỵ là sợ. Tâm trí ta vốn là một chiếc thùng rỗng không đáy, chất chứa quá nhiều tiêu cực sẽ biến tâm trí thành chiếc thùng rác. Một chiếc thùng rác không đáy không thể cho mình nổi những phút giây thanh tịnh. Mỗi khi vận hạn kém, bản thân cảm thấy không thông, hãy tìm phương pháp hóa giải, tìm phương pháp chân thiện thay vì tìm những cách chữa cháy. Thái tuế hay thái tuế tinh quân chính là mộc tinh, chính là sao mộc trên trời. Mộc tinh cứ 12 tháng xoay quanh trái đất một lần, người xưa gọi mộc tinh là thái tuế tinh. Thái tuế còn được gọi là thái tuế tinh quân hoặc là tuế quân, vừa là sao vừa là thần linh trong tế lễ dân gian từ xưa. Nói dễ hiểu,
Ví dụ trong một tháng 30 ngày thì có vài ngày mặt trăng gần trái đất, tạo ra lực hấp dẫn giữa mặt trăng, trái đất và mặt trời, xảy ra hiện tượng triều cường. Cũng chính vì thế, sao Mộc xoay đến năm con giáp nào sinh hoặc đối xung với nó sẽ có những biến động xảy ra với những con giáp ấy. Ví dụ năm Mão thì Mão Dậu biến động, năm Thìn thì Thìn Tuất biến động. Khải Toàn chia sẻ phương pháp chân thiện, hóa giải từ bên trong trước khi tìm đến phương tiện bên ngoài, hóa giải từ nhân trước khi có quả. Hẳn mọi người đã tìm qua những cách hóa giải thông thường trên mạng. Nếu các bạn tìm thông tin trên mạng những tuổi phạm thái tuế, nào là không nên động thổ, nên xuyên đi chùa cầu an, nên mặc đồ màu đỏ, hay là hãy cẩn thận trong các mối quan hệ, hãy nhẫn nhịn, không nên gây oán với ai, thậm chí không kết hôn, không làm đám cưới, và cuối cùng là cả giải hạn bởi cúng kiến, khẩn cầu thần Phật, tìm chùa thật xa, thật linh để viếng. Đó hoàn toàn là những pháp của thế gian. Khải Toàn không dám nói các pháp trên là không đúng pháp, vì mỗi người có cơ duyên khác nhau. Nếu chư vị dụng các pháp trên mà cảm thấy an ổn thì không sao cả. Tuy nhiên, đó chỉ là những cách hóa giải vận hạn để chữa cháy, không khéo tổn giảm phước báo về sau của chính các bạn. Giả dụ vì tế lễ thần linh mà cúng đi cúng tam sơn, lại đi sát sanh, tổn giảm thọ mạng của chính mình. Pháp thế gian khuyên bạn, không nên động thổ, nên mặc đồ màu đỏ, xuyên đi chùa, cẩn thận trong các mối quan hệ, nhẫn nhịn không nên gây oán với ai khác, không kết hôn, không làm đám cưới vào năm tam tai, xin lỗi, vào năm thái tuế, cúng kiến giải hạn, khẩn cầu thần Phật. Khải Toàn xin thưa với các bạn để tự quan sát, không nên động thổ, thì đợi đến bao giờ? Mệnh của bạn có tài phú, có điền trạch, thì bạn có nhân, thì bạn nhân cơ hội ấy mà cứ làm. Trong mệnh của bạn không có điền trạch, bạn có ngày nghỉ bao nhiêu kế cũng sẽ chẳng có. Nếu mà đợi đến năm này năm hết hạn thì 12 năm thêm một vòng chẳng năm nào hết hạn. Nào là thái tuế, tam tai, hoang ốc, kim lâu, sao kế đô. Nếu có đủ duyên thì không nên đợi. Việc xuyên đi chùa cầu an, an là ở trong này, và trong này bạn an ở đây thì mọi cõi bạn ở đều là an. Bạn không an từ bên trong, không nơi nào có an được. Bạn không an từ bên trong thì chẳng có nơi nào giúp bạn an ổn. Bạn đến gặp Khải Toàn, mang cái tâm bất an đặt lên bàn, Khải Toàn sẽ giúp an nó. Bình thường không tinh tấn đi chùa, đến năm hạn lại đi chùa cầu an. Phải chăng đi chùa vì lợi lộc? Mà chùa là nơi thanh tịnh, là nơi Phật tử đến để cảm thụ năng lượng thiện lành, là nơi nghe lời lành từ kinh giáo huấn, hoàn toàn không phải nơi để đến cầu an. Bàn về việc nên mặc đồ màu đỏ, đây quả là một phương pháp rất nguy hiểm với những người kỵ hỏa. Phàm những ai sinh mùa xuân hè đa phần kỵ hỏa, dùng thêm màu đỏ chẳng khác nào tự làm vận mình kém đi. Thuộc số mệnh khuyết là cân bằng từ trường trong mệnh với môi trường, giúp âm dương hài hòa. Tiếp theo, cẩn thận trong các mối quan hệ. Nếu đợi năm hạn mới cẩn thận, bình thường không cần cẩn thận, quả thật không hợp tình. Bản thân các bạn vốn là người chính trực, càng không việc gì phải cẩn thận. Giả dụ bạn không thích cá độ, vốn là người không có máu thích đỏ đen, thì bạn bè có rủ thế nào bạn cũng không tham gia. Tiếp theo là khuyên nên nhẫn nhịn, không nên gây oán với ai khác. Khải Toàn có đăng video về pháp nhẫn. Người vốn dĩ mở lòng từ bên trong, nhẫn vì lòng từ, thì bất luận khi nào, bất luận ở đâu đều có thể nhẫn. Người vốn chưa hiểu giáo pháp lại có sẵn tham sân si, có khuyên thế nào cũng không thể nhẫn. Giả dụ ngày ngày bạn tập thể thao, bạn sẽ quen với cường độ tập luyện. Người mà không quen tự nhiên lâu lâu vào phòng tập một ngày sẽ rất khó chịu. Vì vậy không thể khuyên người thiếu lòng cảm thông của nhẫn nhịn. Khổng Tử dạy rằng,
gia đạo nhẫn, nhà giàu sang, vợ chồng nhẫn, công danh rạng, bản thân nhẫn, tránh được mọi tai ương. Người mà biết hạ mình trước những lời khó nghe, người nhẫn nhịn từ lòng từ là biết cảm thông cho người đang sân hận. Chính vì biết mở lòng, không ôm vào lòng những phiền não, những phiền não do người khác mang đến, quả là bậc trí. Về việc không nên kết hôn, không nên làm đám cưới trong năm hạn. Nếu nghe theo việc này mà không tư duy, chẳng khác nào bạn sống vì lời của người khác, rồi mai sau hạnh phúc hay đau khổ cũng đổ lỗi cho người khác. Đời này không duyên không nợ, không thành vợ chồng, không thành gia thân quyến thuộc. Bàn về cúng kiến giải hạn, trước tiên bạn nên tìm hiểu cúng là gì, giải cái gì, hạn này từ đâu. Bạn có thể cúng kiến nếu giúp tâm của bạn ăn đi đôi phần, nhưng không nên sát sanh. Không nên vì cúng kiến mà sát sanh, vì khi sát sanh tế lễ đã tạo tội nghiệp, tạo tội nghiệp thì sẽ phải trả. Khi cúng kiến thần Phật mong giải hạn, bạn nên biết đã là thần thì tránh trực, đâu vì ít sính lễ mà cảm hóa mọi nghiệp tội của con người. Vì vậy, khi cúng kiến giảm sát sanh, lời khẩn cầu có kèm lời sám hối, lời khai thị, mai ra thiên địa quỷ thần thấy bạn hối cải sẽ thương mến. Cuối cùng là khẩn cầu thần Phật, khẩn cầu để giải hạn. Nếu bạn sống thiện lương, chư Phật chư tiên sẽ nghe lời thỉnh cầu, sẽ gia hộ cho bạn. Mão Dậu, Thìn Ngọ Tý là những tuổi phạm Thái Tuế trong năm Quý Mão. Thái Tuế thì sẽ có những hao tổn về tiền tài, thị phi, sức khỏe kém, đố kỵ và phát sinh lặt vặt. Về hao tổn tiền tài, đời này có làm có mất, có sinh có diệt. Làm sao tránh khỏi những hao tổn? Khác nhau ở người thương tiền thì họ tiếc tiền rất khổ vì tiền. Người không bị tiền lôi kéo thì họ hiểu rằng có được có mất. Thị phi đố kỵ. Thị phi là cỏ rác, lời thì của người, nhận hay không là do mình. Trước đây mình đã không vay, không tạo khổ nghiệp thì năm hạn sẽ không phải nhận gì cả. Sức khỏe kém. Có thân tức có bệnh. Có người sống là chờ ngày chết đi. Nhưng nếu biết dưỡng thân qua ăn uống, vận động cơ thể thì giảm đáng kể bệnh về thân. Bàn về bệnh. Bệnh thân thì tìm bác sĩ, bệnh oan gia trái chủ thì thỏa hiệp, bệnh về nghiệp thì sám hối. Cuối cùng phát sinh chuyện lặt vặt. Làm sao tránh được những phát sinh? Việc của chúng ta là tùy thuận hoàn cảnh, cũng như vạn vật trong tự nhiên. Chúng biết thích nghi mới có thể tồn tại trong mọi hoàn cảnh. Phương pháp hóa giải vận kém bằng pháp môn chân thiện. Ngay từ giây phút này, nếu các bạn biết sám hối, chí tâm sám hối những lỗi lầm trong quá khứ, mọi tội nghiệp sẽ được tiêu trừ. Chỉ cần chư vị mỗi ngày hành thiền 10 đến 15 phút. Mỗi ngày làm vài việc lành, buông xuống tâm vọng niệm, mọi vận hạn kém đều có thể chuyển hóa. Trước tiên là loại bỏ được tư tưởng tiêu cực về năm vận hạn kém. Thông qua thiền định, thông qua làm những việc lành là đã có hơn 50% cơ hội cải biến vận mệnh. Năm hạn sức khỏe kém thì chủ động đi khám sức khỏe. Giảm sát sanh, ăn nhẹ, ăn vừa đủ thì thân ít bệnh. Sức khỏe kém không chỉ ở việc ăn uống hay là thiếu hoạt động về thể chất, mà phần lớn là do tâm vọng tưởng. Tâm nghĩ tưởng thái quá, tâm quá là âu, tâm nóng giận là tác nhân hao tổn nguyên khí. Hạn Thái Tuế thì sức khỏe kém và thị phi. Thị phi do đâu? Do mệnh của bạn có mật mã thị phi, có mật mã điều tiến. Do thời quá khứ bạn đã đối chọi với những thị phi, đến năm hạn oan gia tìm đến là lẽ tự nhiên. Vì vậy hãy nghe Phật pháp, hiểu rằng mở lòng với người đối kỵ, mở lòng với người tạo thị phi là mở lòng với chính mình. Dùng tâm chân thành để nhẫn là bậc trí. Cuối cùng là hao tổn hay phát sinh chuyện ngoài ý muốn.
bạn có thể tự chủ động hao tổn vào những mục đích mua sắm hợp lý. Việc mất mát tiền ngoài mong muốn xảy ra, tức trong mệnh của bạn có sẵn điều đó. Những phát sinh, những chướng ngại ngoài dự liệu là lẽ tự nhiên của cuộc sống. Việc của chúng ta là tùy thuận hoàn cảnh. Ví như cơ thể con người luôn biết thích nghi với môi trường tự nhiên. Nếu tâm của bạn phiền não vì một điều gì đó quá lâu, tức là tâm của bạn không chịu thích nghi với sự việc, tự làm mình hao thần khí. Khi bạn biết chí tâm sám hối trước lỗi lầm trong quá khứ, xả bỏ tư tưởng e sợ tiêu cực, ngày ngày dành ít phút thiền định, tự chủ động đi khám sức khỏe, tự chủ động mua sắm hợp lý để tự hao tổn, biết mở lòng với thị phi và không đáp lại nó, biết tùy duyên với hoàn cảnh. Làm được những việc ấy, tức bạn đã có 7-8 phần hóa giải vận hạn kém. Và điều vô cùng đặc biệt là bạn đã tạo ra được nhân thiện từ hôm nay. 5 hay 10 năm sau, đến năm hạn năm hung sẽ không gặp quả bất thiện. Khi bạn đã có 7-8 phần hóa giải vận mạng kém do chính mình tự vun bồi, sau đó có cúng kiến thêm, có thỉnh thêm một vài vật gì đó, một vài vật nào đó về phong thủy, sẽ thêm may mắn thì sẽ tốt hơn. Ngược lại, nếu không thay đổi từ bên trong, nếu không tu dưỡng tâm tánh, không nhẫn nại được, cho dù bạn có cúng giải hạn bao lần, có sắm bao nhiêu vật phẩm đắt tiền cũng chỉ là vô nghĩa, vì đi ngược với nhân quả. Bồ Tát sợ nhân, chúng sanh sợ quả. Phàm Bồ Tát hay bậc trí sẽ không tạo nhân bất thiện. Đến năm hạn có vận kém như thế nào cũng không thể gục ngã, không để lời nói của người khác lấp đầy tâm trí của chính mình. Hóa giải vận hạn hiệu quả nhất chính là hóa giải từ cái nhân, hóa giải từ bên trong. Mỗi ngày dành ít thời gian để tu dưỡng tâm tánh, qua hành thiền, nghe pháp thoại từ các thầy đã giảng, dần dần sẽ tích tụ năng lượng thiện lành. Năng lượng lành sẽ tương ưng với tần số là những bậc thiện tri thức. Khải Toàn luôn chia sẻ những phương pháp hóa giải chân thiện. Mong các bạn tự thọ nhận và tự mình nỗ lực để cải biến. Tự mình thay đổi là tự lực, trước khi tìm đến những phương tiện bên ngoài là tha lực. Vì vậy, hãy hóa giải từ nhân lành. Nhân lành thì quả thiện là điều không phải bàn. Khải Toàn cảm ơn các bạn đã xem. Chúc các bạn tâm thân an lạc.